Danh họa Dương Bích Liên, đời không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu đời. Họa sĩ Dương Bích Liên, sinh năm 1924, mất năm 1988 tại Hà Nội. Ông theo học khóa cuối cùng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khoa hội họa, là một họa sĩ thành danh trong nhóm tứ kiệt của hội họa Việt Nam hiện đại: Sáng, Nghiêm, Liên, Phái. Ông đặc biệt thành công với những tác phẩm về chân dung thiếu nữ. Dương Bích Liên dày công nghiên cứu các phong cách trào lưu nghệ thuật thế giới, mọi chất liệu đều được ông thể hiện nhuần nhuyễn, độc đáo, siêu thoát đặc biệt là các thể loại sơn mài, sơn dầu, phấn màu và trì than. Ông Thiên về vẽ chân dung, rất nổi tiếng với đề tài thiếu nữ. Ông đặc biệt thành công với những tác phẩm về chân dung thiếu nữ. Người ta thường nói phố phái, gái liên, để nói đến việc khi xem tranh phố thì nên xem tranh của Bùi Xuân Phái. Còn xem tranh về thiếu nữ thì Dương Bích Liên là người vẽ đẹp nhất. Dương Bích Liên dành nhiều sáng tác cho đề tài thiếu nữ với bao tình cảm ưu ái, say mê và chiều mến nhất. Các nhân vật nữ luôn là những nguồn cảm hứng, những hình ảnh trung tâm của những biểu cảm thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ. Chân dung thiếu nữ của ông rất đa dạng, là những cô gái đẹp ông nhận ra và bắt gặp trong cuộc sống đời thường, mang một ánh sáng dung dị, thánh thiện và trong trẻo. Trong nhóm tứ kiệt nghiêm, liên, sáng, phái, dương bích liên ít được nhiều người biết đến bởi ông đã tự nguyện chọn tiếng im lặng của hội họa làm bản thân ông sống cô đơn thu mình lặng lẽ trốn chạy chính mình và trốn chạy những khát vọng dương bích liên sống không vợ con và ít bạn hữu là một họa sĩ tài ba tâm huyết ông rất say mê vẽ ngay cả trong những ngày chiến tranh phá hoại của giặc mỹ diễn ra ác liệt nhất ông cũng không rời giá vẽ có người nói dương bích liên là tài năng cổ điển cuối cùng sau nguyễn tường lân và tô ngọc vân là bậc thầy về hình họa cổ điển hình của ông không táo bạo quả quyết như nguyễn sáng không sâu lạch như bùi xuân phái nó mực thước ổn định mà không thô cứng nó nhẹ nhõm mà vững chắc siêu thoát bởi bên trong nét vẽ dụng công là tình cảm yêu mến thực sự của ông với đề tài nhiều bức ông xóa bỏ hàng chục lần xé đi bao nhiêu phác thảo vạch lên tranh đã xong những nét giao lúc không vừa ý sự nghiệp hội họa của dương bích liên là một tài sản quý của kho tàng mỹ thuật việt nam những sáng tạo của ông đã để lại cho đời nhiều kiệt tác dịu dàng đằm thắm người phụ nữ trong tranh ông luôn được ông nâng niu trân trọng ông khiến chúng ta càng say đắm cái đẹp vẻ đẹp hình thể vẻ đẹp tâm hồn vẻ đẹp của sự sáng tạo